Số 2323, Kinh Úc Kala Việt Vấn Bồ Tát Hành, Hán Dịch Đời Tây Tấn, Tam Tài Pháp Sư, Trúc Pháp Hộ, Người Nước Nguyệt Chi. Phẩm 1, Thượng Sĩ. Nghe như vậy, một thời Đức Phật ngụ tại Tinh Xá nơi khu vườn rừng Kỳ Đạt cấp cô độc thuộc nước Xá Vệ, cùng với 1.250 vị Đại Tỳ Kheo, 5.000 Bồ Tát như Bồ Tát Từ Thị, Bồ Tát Nhuyễn Thủ, Bồ Tát Trừ Ác, Bồ Tát Quan Thế Âm, v.v. đều hội đủ. Bây giờ, vô số trăm ngàn chúng vây quanh Đức Phật để nghe Ngài thuyết pháp. Trong thành Xá Vệ có một trưởng giả nổi tiếng tên là Úc Ca, cùng với các trưởng giả Hảo Hỷ, trưởng giả Hảo Thán, trưởng giả Thiện Thí, trưởng giả Hữu Lượng, trưởng giả Sở Lạc, trưởng giả Thường Danh Văn, trưởng giả Thí Danh Văn, trưởng giả Hữu Danh Văn, trưởng giả Thiện Tài, trưởng giả Tuân Hành, trưởng giả Cấp Cô Độc, trưởng giả Tân Kỳ, trưởng giả Sùng Cụ Túc và trưởng giả Thẩm Lượng. Mỗi trưởng giả ấy đều cùng 500 quyến thuộc đi đến chỗ Đức Phật nơi thành Xá Vệ, rồi cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật nhiễu quanh bên phải 3 vòng và lui ra ngồi một bên. Những vị ấy đều đã lập chí nguyện nơi Đại Thừa, gieo trồng các cội gốc công đức, chắc chắn sẽ được thọ ký đạo quả chánh chân vô thượng. Khi ấy, thấy chúng Bồ Tát và các trưởng giả rồi, trưởng giả Úc Ca, nước oai thần của Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, sự y phục quỳ gối chắp tay bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con có điều muốn thưa hỏi, con xin Đức Thế Tôn từ bi dùng phương tiện thiện xảo để giảng nói cho con. Đức Phật bảo, này trưởng giả, ông muốn hỏi điều gì thì hãy thưa hỏi, Như Lai sẽ giảng nói khiến ông được hoan hỷ. Trưởng giả Úc Ca bạch Phật, bạch Thế Tôn, thiện nam thì nữ nào phát tâm cầu đạo quả chánh chân vô thượng, được nghe vô số trí tuệ của Phật, học hỏi Pháp Đại Thừa, nguyện an trụ nơi Đại Thừa, khuyến khích giúp đỡ người theo Đại Thừa, nương nơi Pháp Đại Thừa, thông đạt về Đại Thừa, giảng nói và làm an ổn cho tất cả chúng sinh, mặc áo giáp Đại Thừa, cố giúp tất cả chúng sinh, phát nguyện, những ai chưa được độ thì ta sẽ độ họ, những người chưa giải thoát thì ta sẽ giải thoát cho họ, người chưa an ổn thì ta sẽ làm cho họ an ổn, người chưa chứng đắc Niết Bàn thì ta sẽ khiến họ chứng đắc Niết Bàn, ta sẽ trừ hết mọi gánh nặng cho tất cả chúng sinh, kiến lập thệ nguyện rộng lớn nơi đạo vô thượng, tâm không ô nhiễm bởi vô lượng sinh tử và các hiềm khích xấu ác. Trong vô số kiếp xoay vần trong sinh tử, nhưng tâm họ vẫn không hề buông bỏ. Nếu cầu đạo tại gia hay xuất gia của Bồ Tát, hoặc muốn hoàn bị pháp của Phật, phải thương tượng đến chư thiên và loài người. Dùng Pháp Đại Thừa này ban bố khắp tất cả, không bỏ mất những lời dạy về ngôi Tam Bảo và an trụ lâu dài nơi nhất thiết trí, thì đạt đầy đủ trí tuệ này. Cuối sinh Thế Tôn giảng nói pháp giới đức của hàng Bồ Tát tại gia, những ai lắng nghe và thực hành theo lời dạy của Như Lai thì đạt được quả vị bất thoái chuyển, thành tựu đạo quả Bồ Đề vô thượng, đời nay cho đến những đời sau, bất cứ ở đâu cũng đều là bậc trác tuyệt, cùng với hàng Bồ Tát xuất gia rồi sạch á dục, dốc tâm giữ đạo, cạo bỏ râu tóc, làm vị tỳ kheo, tọa trì giới cấm, thực hành theo pháp, theo điều lành và làm theo sự chân chánh. Bà Thế Tôn, Bồ Tát tại gia nên an trụ như thế nào? Hàng xuất gia ấy an trụ như thế nào? Đức Phật bảo trưởng giả Úc Ca, lành thay, này trưởng giả, chỉ có ông mới có thể phát tâm thưa hỏi Như Lai về ý nghĩa rộng lớn như vậy. Ông hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, Như Lai sẽ giảng nói về công hạnh cho nhóm giới đức và sức tinh tấn của hàng Bồ Tát tại gia cùng xuất gia cho ông. Khi ấy trưởng giả Úc Ca lắng nghe để nhận lãnh, Đức Phật dạy, này trưởng giả, Bồ Tát tại gia nào tu đạo thì nên quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Nhờ công đức tự quy y này mới cầu đạo quả chánh chân vô thượng. Này trưởng giả, thế nào là Bồ Tát tại gia quy y Phật? Bồ Tát tại gia nên nghĩ, ta sẽ đầy đủ 32 tướng tốt của Phật, tạo các công đức và cội gốc căn lành cho nhóm vô số hạnh nguyện. Thường thực hành tinh tấn để hoàn bị 32 tướng tốt, đó gọi là quy y Phật. Thế nào là quy y Pháp? Là thực hành theo giáo Pháp, kính nhận giáo Pháp, thông đạt nghĩa lý vi diệu của Pháp, ưa thích giáo Pháp, nương tựa nơi Pháp, chí nguyện đối với Pháp, nhờ Pháp dẫn dắt, hộ trì Pháp an trụ nơi Pháp tịch tỉnh, khua trống Pháp và tăng, trụ vào hạnh nguyện của Pháp, thực hành các Pháp. Vì Pháp mà dạy nói về Pháp giới, dùng diệu lực của Pháp làm Pháp chủ, thực hành bố thí Pháp và cầu Pháp bảo. Lúc ta chứng đắc đạo quả Bồ Đề vô thượng, thành bậc tố chánh giác thì ta sẽ giảng nói Pháp, giúp cho chư thiên và loài người được giải thoát. Đó là quy y Pháp.
Thế nào là quy y tăng? Hàng Bồ Tát tại gia, nếu gặp bậc Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Phật Bích Chi, Thanh Văn hoặc Phàm Phu, đều nên cung kính phụng sự, chiêm ngưỡng lễ bái, luôn vâng theo, nói năng từ tốn, không hề nghi ngờ, tôn trọng cúng dường, đưa vào các hạnh chân chánh, lúc nào cũng tâm niệm, khi ta chứng đắc đạo quả Bồ Đề vô thượng, thành bậc tố chánh giác, ta sẽ thâu nhận tất cả chư thiên và loài người làm chúng đệ tử, sẽ cung kính nói pháp cho họ, không hề khinh mất, đó là quy y tăng. Lại nữa, này trưởng giả, có bốn pháp để hàng Bồ Tát tại gia quy y Phật. Những gì là bốn? Một là chí nguyện để Phật đạo, hai là dùng tâm bình đẳng để bố thí, ý không thiên lệch, ba là tâm từ bi rộng lớn không gián đoạn, bốn là tâm không ưa thích thừa nào khác. Đó là bốn pháp để hàng Bồ Tát tại gia quy y Phật. Này trưởng giả, có bốn pháp để hàng Bồ Tát tại gia quy y Pháp. Những gì là bốn? Một là cùng tu tập theo pháp của các Bồ Tát, đảnh lễ kính nhận giáo pháp chư vị ấy dạy bảo. Hai là nhất tâm nghe pháp. Ba là như pháp đã nghe rồi, dạ nói lại cho người khác. Bốn là nhờ công đức bố thí này mà nguyện cầu chứng đắc đạo quả chánh chân vô thượng. Đó là bốn pháp để hàng Bồ Tát tại gia quy y Pháp. Lại nữa, này trưởng giả, có bốn pháp để hàng Bồ Tát tại gia quy y tăng. Những gì là bốn? Một là vượt trên thừa thanh văn và duyên giác, chỉ ưa thích nhất thiết trí. Hai là nếu có dùng thực phẩm để bố thí, thì cũng dùng pháp để giáo hóa, dẫn dắt. Ba là đem pháp giải thoát của hiền thánh để dẫn dắt chúng bất thoái chuyển. Bốn là không xem công đức giải thoát của hàng thanh văn là sự giải thoát. Đó là bốn pháp để hàng Bồ Tát tại gia quy y tăng. Này trưởng giả, Bồ Tát tại gia nếu gặp Như Lai, luôn tâm niệm cầu Phật, đó là quy y Phật, nghe thuyết pháp, chứ tâm nghĩ nhớ đến pháp là quy y Pháp. Được gặp chúng hiền thánh của Như Lai, nhớ nghĩ đến Phật đạo gọi là quy y tăng. Này trưởng giả, Bồ Tát tại gia bốn đầy đủ hạnh nguyện bố thí là quy y Phật, bố thí ủng hộ chánh pháp là quy y Pháp, sau khi bố thí mong được nhất thiết trí là quy y tăng. Lại nữa, này trưởng giả, Bồ Tát tại gia thực hành theo hạnh cao cả, không làm điều thấp kém. Thế nào là hạnh cao cả? Nghĩa là sử dụng tài sản đúng pháp, không dùng vật phi pháp, theo chánh pháp, không tà vại, không làm theo sự sai quấy, thực hành nghiệp ngay thẳng, không quấy nhiễu người khác, thường bố thí thuyết pháp, luôn tưởng vô thường đối với tài sản, làm nhiều việc lành, hiếu thảo cung phụng cha mẹ, thường ưa thích bố thí, cung kính bà con dòng họ, kết bạn với tri thức thiện, đem phép cao thượng chỉ dạy cho khách khứa, tôi tớ. Vì thực hành đúng pháp nên vị ấy trừ bỏ hết các gánh nặng và trừ bỏ tất cả gánh nặng năng ấm. Luôn siêng năng khiến các sự việc nặng nề không còn giải khởi, không học tập theo thừa thanh văn và duyên giác, dẫn dắt giáo hóa chúng sinh không nhàm chán. Vì sự an lạc của mình mà quán tưởng vô thường, muốn tất cả đều an lạc. Đối với sự lợi ích hay chẳng lợi ích, khen hay chê, có danh tiếng hoặc vô danh, khổ hay vui đều đã vượt lên trên pháp hữu vi của thế gian. Tâm không kiêu mạn, không vướng mắc vào giàu nghèo, không màng đến tài lợi, danh dự, khổ vui, thực hành theo chánh pháp và tùy thuận theo pháp thế gian, trụ vững chắc nơi chân lý, giữ gìn đạo pháp, giúp đỡ những người tu hành thanh tịnh, an trụ chân chánh và Phật đạo, trừ hết các nhơ uế, thường sử dụng tâm bình đẳng, thệ nguyện được trọn vẹn, cũng khiến cho người khác cùng hoàn bị thệ nguyện, không buông bỏ sự hành hóa, khiến cho người khác cũng như vậy, mọi việc làm đều đốt ráo, không có sự do dự, thường biết đền ơn, kiến lập điều lành, gặp người bần cùng thì đem tài sản để cứu giúp, người sợ hãi thì đem năng lực không sợ hãi để trấn an họ, người lo buồn thì an ủi để trừ hết hoạn nạn. Người thấp kém thì khuyên họ nhẫn nhục, người có thế lực thì khiến không còn kiêu mạn, người tự cao thì làm cho họ bỏ hết tính tự cao tự đại, cung kính bậc tôn trưởng, thưa hỏi những bậc đức độ, gần gũi những người uyên bác, thưa hỏi những phương pháp tu tập để thông suốt các điều nghi ngờ, thường hiểu biết đúng đắn, tâm không chua nịnh, từ bi, bình đẳng khắp tất cả, hành hóa không thiên vị, không có tâm làm tổn hại người khác, không phân biệt chủng tánh, cũng chẳng mong cầu, rồi vẫn chắc vào nhất tâm, ưa thích hạnh tinh tấn, cùng chúng hội với bậc hiền thánh, tự tư duy tu tập, gặp người chẳng phải hiền thánh thì khởi tâm bi rộng lớn, rồi vào tâm từ bi, là khởi tâm từ bi bình đẳng đối với các pháp, tự mình tu tập theo pháp.
không có thầy hướng dẫn, nếu có nghe pháp là để khai mở nẻo đạo, nghe rồi thì tư duy nghĩa lý đối với các niềm vui về ái dục và âm nhạc đều quán tưởng vô thường, không tiếc thân mạng. Quán tưởng thân mạng như sương sáng sớm, xem tài sản như huyễn, giọt như bọt nước, quyến thuộc là oán thù, vợ con nam nữ là địa ngục tâm tối, tất cả sự nhận lãnh là khổ, nhà cửa tài sản phải nên xa lìa, những sự tìm cầu là nguồn gốc của bất thiện, gia đình nên tưởng về chủng loại quyến thuộc, tri thức nên tưởng về địa ngục, súc sinh, ngày đêm đều bình đẳng, không sai khác. Thân không có gì quan trọng nên thực hành pháp luật cốt lõi. Mạng sống không gì quan trọng nên trụ vào pháp cốt yếu. Tài sản không gì quan trọng nên phải làm điều chính đáng. Thế nào là điều cốt lõi của thân? Là có thể giúp đỡ người khác, cung kính và nương tựa nhau. Đó là điều cốt lõi của thân. Nếu làm cho nguồn gốc công đức không giảm sút mà khiến công đức thường tăng thêm, đó là điều cốt lõi của mạng sống đối với các pháp không có đối tượng nắm giữ. Không chấp giữ tài sản, thường bố thí, đó là điều cốt yếu của tài sản. Này, trưởng giả, Bồ Tát tại gia nên tạo lập gia thất như vậy, đó là hạnh cao cả của hàng tại gia, không bỏ mất giới của Đức Như Lai vô sở trước đẳng chánh giác. Đó chính là chí thành, gọi là thực hành đúng pháp, không hề thoái chuyển đối với đạo chánh chân vô thượng. Phẩm 2. Giới. Này, lại nữa này trưởng giả, Bồ Tát tại gia nên thọ trì năm giới. Một là không sát sinh, tức tay không được cầm dao, gậy, gạch ngói để làm hại đối phương, không quấy nhiễu người khác, tâm bình đẳng đối với tất cả, thường ban rải tâm từ bi. Hai là vật không cho thì không được lấy, không được xâm phạm, tự mình đối với tài sản phải biết đủ, không tham của cải của người khác, xa lìa vua nịnh, không làm việc mờ ám, tự biết vừa đủ, không tham vật sở hữu của người khác, từ cọng cỏ, ngọn lá, sợi lông đến hạt gạo, người khác không cho thì không được lấy. Ba là không tà dâm, tức phải biết gìn giữ đối với vợ hay chồng của mình, không phạm sắc ở bên ngoài, không nên nhớ nghĩ việc dâm dục, chứ nhóm dâm dục thì sẽ đau khổ vô cùng, phải tự giữ gìn chính mình, nên quá như vậy, khởi tưởng đối với vợ mình thì sẽ gặt quả ác, phải thường sợ hãi dục trần, không nên có tâm lén lút, chứ nhóm việc dâm dục, nếu làm như vậy thì sẽ khiến mọi người gần với cõi địa ngục. Nếu thân khởi tưởng mà cho là bình thường thì ý chẳng được yên ổn, nên lập chí nguyện. Từ nay về sau, tôi không nhiễm vào việc dâm dục, huống nữa là nghĩ đến cùng với người khác làm việc dâm dục sao? Bốn là không nói dối. Lời nói phải thành thật, xét kỹ mới nói. Lời nói phải đi đôi với việc làm. Không nói đôi chiều, không thêm bớt, không nói xa lệch. Nên thực hành các giác ý như điều đã thấy nghe mà giảng nói để hộ trì pháp. Thà mất thân mạng, trọn đời không nói dối. Năm là không uống rượu, tức là không ưa thích rượu, không nếm rượu, thường an trụ nơi tánh chân thật, không hung dữ, không ngu si, luôn định tĩnh, tâm ý nên mạnh mẽ, nên nhớ nghĩ đến sự an ổn, bố thí các vật sở hữu, chế ngự đối với các điều phi nghĩa. Nếu đem rượu cho người khác thì nên nghĩ, đây là lúc bố thí ba la mật, tùy theo ý muốn của người khác, vì đáp ứng mong cầu của họ, nhờ việc bố thí rượu này khiến con có được trí tuệ, ý chí chuyên vào việc bố thí không loạn động. Vì sao? Vì Bồ Tát thì đầy đủ tất cả bố thí ba la mật. Đức Phật bảo, này trưởng giả, Bồ Tát tại gia đem rượu cho người khác, như vậy thì đối với pháp không có tội, công đức của Bồ Tát lại tại gia thọ trì năm giới này, nên nguyện cầu được đạo chánh chân vô thượng. Nên biết khéo léo, giữ gìn năm giới là tinh tấn bậc nhất. Nếu có sự tranh cãi thì phải giải thích khiến hòa hợp, không nói lời ngang bướng, nên nói lời hòa nhã rõ ràng, không nói đôi chiều. Những điều giảng nói đều đúng nghĩa, không làm việc phi pháp. Lời nói đều hợp với thiện, không bỏ mất tâm từ bi, ngôn ngữ không sai lệch, không thể lay chuyển, dứt sạch mọi khổ đau, không có ý làm tổn hại người khác, dùng sức nhẫn nhục làm sức mạnh, mặc áo giáp thệ nguyện rộng lớn, thường phải chánh kiến, xa lìa tà kiến. Nếu có bố thí thì không nên thấy có đối tượng bố thí. Phẩm 3. Y dược. Lại nữa này trưởng giả, Bồ Tát tại gia dù ở nước thành huyện ấp nào cũng nên ủng hộ chánh pháp nơi ấy. Người nào không có niềm tin thì chỉ dạy khiến họ tin tưởng, không cung kính thì dạy họ cho họ cung kính.
Người thiếu trí tuệ thì dạy bảo khiến họ có trí tuệ. Người bất hiếu với cha mẹ, không biết ân nghĩa, nên dùng pháp giáo hóa làm cho họ trung hiếu, tôn kính bậc trưởng thượng, thực hành tinh tấn, tu tập cẩn trọng. Đối với người ít trí tuệ thì dạy bảo, khiến họ học rộng hiểu nhiều. Người nghèo khổ thì dạy họ bố thí, người không giữ giới thì khuyên họ trì giới. Người sân hận thì khuyên họ nhẫn nhục. Người biếng nhác thì khuyên họ siêng năng. Người buông lung thì dạy họ giữ gìn tâm ý. Người có trí tà vậy thì chỉ dạy cho họ trụ vào trí chân chánh. Người bị bệnh tật thì cho thuốc men. Người không ai giúp đỡ thì giúp đỡ cho họ. Người không nơi nương tựa thì làm chỗ cho họ nương nhờ. Người không ai cứu giúp thì giúp họ được an lạc. Làm thầy dẫn dắt cho tất cả chúng sinh như vậy là đã hộ trì chánh pháp. Giả sử có một người bị đọa vào cõi ác từ hàng Bồ Tát tại gia, nên dạy cho họ an trụ vào pháp thiện và thực hành những công đức căn lành khác từ một lần, hai lần hoặc ba cho đến trăm lần. Bồ Tát tại gia nên kiến lập tâm bi lớn đối với tất cả chúng sinh, trụ vững chắc vào nhất thiết trí, mặc áo giáp thệ nguyện rộng lớn và nên suy nghĩ: ta phải thoát khỏi hoạn nạn, giúp cho người bị tai nạn khổ đau, khiến họ được giải thoát và chứng ngộ, sau đó mới chứng đắc đạo quả chánh chân vô thượng. Tâm ta như vậy, không vì người có lòng tin ngay thẳng, cũng không vì người vua nịnh, lại không dối trá, giới pháp hoàn bị, là người có đức độ, mặc áo giáp thệ nguyện rộng lớn. Ta nhờ được nghe pháp này nên không làm theo người khác. Mặc áo giáp thệ nguyện rộng lớn, nguyện cho ta thường tinh tấn, khiến cho chúng sinh ở chốn tối tâm thấy ta đều hoan hỷ. Bồ Tát nên ở nơi yên tĩnh, quan sát chân lý, không hề vọng tưởng. Giả sử khiến cho một người làm điều sai trái, bị đọa vào đường ác thì Bồ Tát ấy có lỗi lớn đối với đất Như Lai vô sở trước đẳng chánh giác. Thực hành như vậy là Bồ Tát tại gia đã tu đạo ở nhà mình, thường nên mặc áo giáp thệ nguyện rộng lớn này. Nguyện tôi sẽ khiến tất cả dân chúng trong cả nước nơi tôi cư trú, không ai bị đọa vào đường ác. Ví như trong cõi nước thành ấp nọ có vị thầy thuốc. Ở đó có một người bị chết oan, thì vị thầy thuốc ấy có lỗi đối với dân chúng. Bồ Tát cũng vậy, ở cõi nước thành ấp nào mà không nhớ nghĩ, cứu giúp chúng sinh, hoặc làm cho một người bị đọa vào cõi ác, thì vị Bồ Tát ấy có lỗi đối với đức Như Lai vô sở trước đẳng chánh giác. Phẩm 4. Chỗ ở không thanh tịnh. Lại nữa, này trưởng giả, Bồ Tát tại gia nên biết rõ mọi việc cấu nhiễm ở gia đình, nên tư duy thế nào gọi là tại gia, là đoạn mất các cội gốc căn lành gọi là tại gia, không hộ trì kinh điển và các công đức gọi là tại gia, ở nơi các phiền não bất thiện, ở nơi tưởng bất thiện, ở nơi sự hành hóa bất thiện, thường ở với người không lương thiện, không định tĩnh, không có phép tắc, khiến tâm tán loạn, nhóm hợp với người ác hung dữ, đó gọi là tại gia. Do làm theo những việc như vậy nên bị ma quấy nhiễu gọi là tại gia, thường ở nơi tham sân si và các pháp tạp nhiễm ở thế gian như phiền não khổ đau, không thể đầy đủ cội gốc căn lành, đó là tại gia. Tuy ở trong pháp này nhưng không thực hành theo, lại còn xem thường, không cung kính cha mẹ, bậc tôn trưởng, Phật Sa Môn, phạm chí và đạo sĩ, đó gọi là tại gia. Ưa thích ái dục, thường buồn khổ ưu sầu, mọi việc đều chẳng vừa ý, gọi là tại gia. Luôn bị giam cầm, sân hận, tranh cãi, không hòa hợp, kiện tụng mắng nhiếc, gọi là tại gia. Không thể chối nhóm pháp thiện, diệt hết các của gốc công đức đầu. Điều không nên làm mà làm, chê bai chư Phật, Bồ Tát và Thanh Văn, đó là tại gia. Tuy ở trong pháp này nhưng khiến người đọa vào cõi ác, ở trong pháp này nhưng làm cho người sợ hãi đối với tham sân si, đó gọi là tại gia. Không giữ gìn giới luật, xả bỏ định, không thực hành trí tuệ, không cầu pháp giải thoát, không làm sinh khởi pháp giải thoát tri kiến, đó là tại gia. Tuy trụ trong pháp này nhưng vướng mắc vào cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, bạn bè, lo buồn về ân ái, không biết nhàm chán như các dòng sông đều đổ về biển, đó gọi là tại gia. Từ sự nhiễm ô, tham lam mà khởi tư tưởng không gián đoạn, tại gia có nhiều tưởng tham lam, các việc ác, lo buồn không bao giờ chấm dứt. Tại gia thì cho nhóm ân ái như thức ăn ngon, có nhiều chất độc. Tại gia xem nguồn gốc các khổ như bạn lành. Tại gia phần nhiều bỏ hết lời dạy của hiền thánh. Tại gia thường ưa thích tranh cãi, do có nhiều nhân duyên, sự việc.
Tại gia mong cầu nhiều của cải giàu có, thường làm các việc thiện, việc ác. Tại gia là vô thường, không thể tồn tại lâu dài vì pháp là tan hoại. Tại gia là khổ đau, thường có sự mong cầu, tham đắm các vật sở hữu. Tại gia thường có tâm ác, dùng dao gậy để gây kết oán. Tại gia biết rõ là vô ngã, nhưng vẫn có đối tượng thọ nhận, cho nên luân hồi mãi. Tại gia không hề thanh tịnh, vì tự cho mình là thanh tịnh. Tại gia như vạch tia sáng, vì chỉ mới xuất hiện rồi lại mau chóng tiêu diệt. Tại gia như huyễn như hóa, vì không có ngã mà thích đến đi. Nhóm họp tại gia giống như hoa tu mạng, vừa sinh khởi lại tiêu mất. Nhưng có nhiều người mong cầu, tại gia như sương sáng sớm, mặt trời mọc liền tan biến, chỉ lo âu về sự chết. Tại gia như cha mẹ, vui ít buồn nhiều. Tại gia như lưới giăng, thường lo buồn đối với các pháp sắc thanh hương vị xúc. Tại gia giống như chim mỏ sắc, chỉ lo buồn các pháp bất thiện. Tại gia là rắn độc, lo buồn, bàn luận về các pháp. Tại gia như lửa đốt thân, do ý luôn tán loạn. Tại gia thường sợ hãi oán thù, đó là năm loại giặc như oán kết, con hư, vân vân. Tại gia ít an ổn, không thể giải thoát do không bình đẳng. Như vậy này trưởng giả, Bồ Tát tại gia nên phân biệt rõ tại gia là nơi chốn không thanh tịnh. Phẩm 5. Bố thí. Lại nữa này trưởng giả, Bồ Tát tại gia nên thực hành các việc thiện như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Nên tư duy, chỗ bố thí chính là ngã sở. Người tại gia chẳng phải là ngã sở, người bố thí là cần thiết, người tại gia thì không cần thiết. Người bố thí đời sau được an lạc, người tại gia đời sau chịu khổ đau. Người bố thí không hề lo sợ, người tại gia thì lo ưu sầu. Người bố thí chẳng cần sự ủng hộ, người tại gia thì mong giúp đỡ. Người bố thí trừ sạch ái dục, người tại gia thì tăng thêm ái dục. Người bố thí không có đối tượng thọ nhận, người tại gia thì có đối tượng thọ nhận. Người bố thí không còn lo âu, người tại gia luôn lo âu. Người bố thí thành tựu Phật đạo, người tại gia làm quyến thuộc với ma. Người bố thí là không cùng tận, người tại gia thì chẳng thường còn. Người bố thí được an lạc, người tại gia luôn khổ đau. Người bố thí đoạn trừ dục trần, người tại gia tăng trưởng dục trần. Người bố thí vô cùng giàu sang, người tại gia luôn bần cùng. Người bố thí thực hành hạnh cao thượng, người tại gia làm theo điều thấp kém. Ý không có đối tượng để niệm cũng không thọ nhận. Người bố thí được cho Phật khen ngợi, người tại gia bị người khác chống đối, chê bai. Như vậy này trưởng giả, Bồ Tát tại gia nên thực hành bố thí như vậy. Nếu thấy người đến cầu xin thì nên khởi ba ý niệm. Những gì là ba? Một là tiếp đón như bậc thiện tri thức. Hai là khiến họ đạt được Phật đạo. Ba là khiến họ đời sau được giàu sang. Lại có ba ý niệm. Những gì là ba? Một là trừ sạch những tham lam canh ghét. Hai là luôn có ý niệm bố thí. Ba là không bỏ nhất thiết trí. Lại có ba ý niệm. Những gì là ba? Một là tạo niệm an lạc như Đức Như Lai. Hai là hàng phục các ma. Ba là không mong được báo đáp. Lại có ba ý niệm. Những gì là ba? Một là gặp người bần cùng khốn khổ đến cầu xin thì phải giáo hóa, dẫn dắt họ. Hai là thực hành theo bốn ân, không bỏ các ân đức. Ba là không có một mảy may biên vực về sự nhận chịu sinh tử. Lại có ba ý niệm. Một là xa lìa tưởng dâm dục. Hai là xa lìa tưởng sân hận. Ba là xa lìa tưởng ngu si. Vì sao này trưởng giả, Bồ Tát tại gia gặp người đến xin thì tham sân si liền được giảm bớt. Thế nào là giảm bớt? Là dùng tâm từ để bố thí nên không luyến tiếc, tức tham được giảm bớt. Nếu đối với người đến cầu xin mà không có tâm sân thì sân hận được giảm bớt. Nếu bố thí để nguyện cầu đạt được nhất thiết trí thì ngu si liền được giảm bớt. Là nữa này trưởng giả, Bồ Tát tại gia gặp người đến xin liền được đầy đủ 6 ba la mật. Thế nào là đầy đủ? Nếu bố thí cho người khác mà không nghĩ có người thọ nhận và có vật để cho, đó là bố thí ba la mật. Tâm không lo buồn đối với Phật đạo, đó là trì giới ba la mật. Gặp người đến cầu xin mà không có tâm sân hận, không làm hại, đó là nhẫn nhục ba la mật. Tâm không suy nghĩ nơi đem thực phẩm cho người khác, thì mình sẽ bị đói khát. Dù có ai muốn làm hại cũng không làm trái với tâm bố thí, đó là tinh tấn ba la mật.
Nếu bố thí cho người đến sinh mà hoan hỷ, không nhàm chán, không có tâm hối hận, luôn vui vẻ. Đó là thiền định ba la mật. Nếu bố thí mà đối với tất cả các pháp không thấy có đối tượng, chấp giữ cũng chẳng có tượng báo đáp, đó là trí tuệ ba la mật. Lại nữa này trưởng giả, Bồ Tát tại gia nên xa lìa tám pháp thế gian, không luyến tiếc tài lợi ở thế gian, như vợ con, nhà cửa, tôi tớ, của báu và các sự lợi ích khác, ý không vướng mắc, không vui mừng cũng chẳng lo buồn lo, đối với tất cả tài sản không hề tham tiếc, nên thực hành tư duy về pháp, nên quán như vậy. Cha mẹ, vợ con, nhà cửa, tôi tớ đều từ tham dục mà có, chúng là nguyên nhân khiến cho ta khởi tưởng khổ vui. Đây chẳng phải là tài sản của ta, chẳng phải là vật dụng của ta. Nguyện luôn luôn tinh tấn, nếu sử dụng những vật dụng này thì sẽ khiến các điều ác tăng trưởng. Tuy đời hiện tại được các niềm vui, nhưng đời sau phải chịu nhiều khổ đau. Vì vậy ta nên mau chóng cầu những pháp khác, đó là bố thí, trì giới, trí tuệ và tinh tấn không hề buông lung, an trú nơi Phật đạo, đầy đủ cội gốc căn lành. Đây mới chính là những tài sản của ta. Tuy ta có cầu xin, nhưng chỉ cầu xin những ước nguyện này mà thôi. Ta mất thân mạng chứ không bao giờ vì vợ con, nam nữ mà phạm các điều ác. Này trưởng giả, Bồ Tát tại gia tu đạo, nếu thấy thê thiếp thì nên tư duy ba điều. Những gì là ba? Một là tưởng vô thường, hai là tưởng không thật có, ba là tưởng không có đối tượng để chấp giữ. Lại có ba ý niệm. Những gì là ba? Một là đời này làm bạn với những điều vui thích, nhưng chẳng phải là bạn ở đời sau. Hai là luôn tinh tấn tu hành, lúc nào cũng giữ gìn tâm ý. Đây là những người bạn. Ba là lấy những điều này làm sự an ổn, không tạo ra các khổ. Lại có ba ý niệm. Những gì là ba? Một là tưởng không trong sạch, hai là tưởng nhơ uế, ba là tưởng xấu ác. Lại có ba ý niệm. Những gì là ba? Một là tưởng la sát, hai là tưởng quỷ thần bước chân đi, ba là tưởng chỉ có sắc. Lại có ba ý niệm. Những gì là ba? Một là tưởng khó giữ gìn trọn vẹn, hai là tưởng đọa lạc, ba là tưởng không đền đáp, không biết đủ. Lại có ba ý niệm. Những gì là ba? Một là tưởng tri thức ác, hai là tưởng tham chấp, ba là tưởng bỏ phế phạm hạnh. Lại có ba ý niệm. Những gì là ba? Một là tưởng bị đọa vào địa ngục, hai là tưởng bị đọa vào súc sinh, ba là tưởng khiến sinh vào ngạ quỷ. Lại có ba ý niệm. Những gì là ba? Một là tưởng sợ hãi, hai là tưởng chấp có, ba là tưởng chấp giữ. Lại có ba ý niệm. Những gì là ba? Một là tưởng vô ngã, hai là tưởng không chấp giữ, ba là tưởng xa lìa loạn động. Lại nữa này trưởng giả, Bồ Tát tại gia nên khởi tưởng như vậy, không nên tham ái đối với thê thiếp của mình. Nếu có tâm thương con thì không nên nặng hơn người khác, nên dùng ba phép sau để tự can ngăn tâm ý của mình. Những gì là ba? Một là Phật đạo là tâm bình đẳng, không có ý tà vậy sai lệch. Hai là Phật đạo là hạnh bình đẳng, không có hạnh tà vậy sai lệch. Ba là Phật đạo chỉ dùng một pháp làm hạnh, không có hạnh nào khác. Bồ Tát nên dùng ba pháp này để tự can ngăn tâm ý mình. Đối với con thì nên xem như oán thù, chẳng phải là tri thức thiện. Vì sao? Vì xem con nhi như tri thức thiện, khiến ta xa lìa tri thức thiện và hạt giống Phật. Nên dùng tâm ý thánh thiện, nhớ nghĩ đến Như Lai, đem tâm thương con để khởi tâm từ bi đối với tất cả chúng sinh, đem sự ưa thích tự thân để ban bố từ bi khắp tất cả. Nên suy nghĩ như vậy, tất cả đều là con ta, ta cũng làm con của tất cả. Do đó không có nhà cửa, nơi thân cận để qua lại, sinh ở chỗ nào cũng là oán thù. Nguyện sự tạo tác và hành nguyện của con không có tri thức thiện, cũng không có tri thức ác. Vì sao? Vì nếu có tri thức thiện thì tăng thêm tưởng ái dục, nếu có tri thức ác thì tất cả ái dục đều không có. Con luôn mong muốn điều phục tâm mình khiến không còn vướng mắc, thường thực hành tất cả pháp, thể nhập vào tất cả hạnh. Nếu tạo tác tà hạnh thì rơi vào việc tà, nếu làm theo chánh hạnh thì đạt được việc chân chánh.
Do vậy, nguyện của con mới không có tà hạnh. Đối với tất cả việc làm, sự vận hành của tâm và ước nguyện của con đều nguyện thể nhập nhất thiết trí. Như vậy, này trưởng giả, Bồ Tát tại gia không chấp giữ các vật sở hữu, không có đối tượng để thọ nhận, cũng chẳng có đối tượng để tham đắm. Không ái nhiễm cũng chẳng khởi dục cho đến khiến không còn đối tượng để sinh khởi. Bồ Tát tại gia nếu gặp người đến cầu xin thì nên làm gì để bố thí cho họ? Đó là tâm nên suy nghĩ, ta đem vật này để bố thí thì sẽ đạt được các hạnh về giới luật, trừ hết sự lo âu về dâm dục, sinh tử, thể nhập vào pháp chân chánh. Ta đem vật này để bố thí, khi chết được an lành, ta đem những vật dụng này để bố thí, thì khi sắp lâm chôn, tâm được hoan hỷ không hối hận. Hoặc lại tâm niệm, nếu không thể bố thí thì thấy người đến sinh, nên khởi lên bốn ý niệm. Những gì là bốn, nếu là, một là nếu ý không mạnh mẽ thì công đức của ta rất ít. Hai là tội của ta là đối với đại thừa, tâm không tự tại để kiến lập sự bố thí. Ba là nếu phát tâm thực hành thì đều vì ta cả, ta nên nhẫn nhục để bố thí cho người khác. Bốn là nguyện cầu khiến việc làm của con đầy đủ thệ nguyện và tất cả mọi người cũng giáo hóa cho người đến sinh. Này trưởng giả Bồ Tát tại gia, nếu xa cách xa giáo pháp của Thế Tôn, không có Phật ra đời, không có người thuyết pháp, cũng chẳng được gặp hiền thánh tăng, thì nên niệm khắp tất cả 10 chư Phật ở 10 phương. Chư Phật này lúc thực hành đạo Bồ Tát đều tu hành tinh tấn, sau đó mới được thành Phật, đầy đủ hết thảy Phật pháp. Nhớ nghĩ đến tất cả chư Phật rồi nên siêng năng như vậy, ngày đêm ba thời lắng sạch thân miệng và ý của mình, thực hành từ bi bình đẳng, nhớ nghĩ đến các cội gốc căn lành, xa lìa các vật sở hữu, nên có sự hổ thẹn, dùng các cội gốc công đức để tự trang sức, tâm luôn thanh tịnh khiến mọi người đều hoan hỷ, tâm ý tin ưa Phật đạo không hề loạn động, mà việc làm đều đúng chánh pháp, luôn cung kính. Dứt hẳn các tâm từ cao kiêu mạn, nên đọc tụng ba loại kinh pháp, trừ bỏ tất cả các hạnh ác, dùng 80 pháp để sám hối. Nhất tâm thực hành các phước đức, đầy đủ tướng tốt, nên vận chuyển các pháp luân của Phật. Kính thỉnh chư Phật chuyển pháp luân, dùng vô lượng hạnh để trang nghiêm cõi nước của mình, tuổi thọ không thể tính kể. Này trưởng giả Bồ Tát tại gia, nơi tu tập 8 giới quan trai. Trừ giới quan trai này được công đức thanh tịnh như hạnh sa môn, tu tập nguồn gốc căn lành của Bồ Tát. Giữa các giới này thì đầy đủ đạo đức của hàng sa môn, được phạm chí làm tùy tùng, cung kính phụng sự, không hề thấy việc ác hay xét sự tốt xấu của người khác. Nếu thấy tỳ kheo phạm giới thì nên cung kính ca sa, vì ca sa này chính là Thế Tôn Như Lai vô sở trước đẳng chánh giác. Ca sa chính là giới, tam muội trí tuệ, giải thoát kiến chấp. Nếu đảnh lễ ca sa ấy rồi, sẽ được xa lìa phiền não tham dục, đó là pháp thần thông của chư hiền thánh. Nghĩ như vậy rồi, lại tăng thêm sự cung kính đối với vị tỳ kheo ấy, nên khởi tâm bi rộng lớn đối với vị ấy. Chính vị ấy đã làm điều ác, phạm giới, làm theo giới bất thiện, pháp của Như Lai luôn tịch tịnh nhu hòa. Người có trí tuệ thể nhập vào pháp môn của Như Lai làm vị sa môn. Những ai không tịch tỉnh cũng chẳng nhu hòa thì chẳng phải bậc hiền thánh thường làm theo khổ đâu. Như Lai đã dạy, không nên khinh dễ người không trì giới, cũng chẳng tu học. Vì sao? Vì không phải là lỗi lầm của người ấy. Lỗi lầm này do phiền não, tham dục, do ái dục nên thấy trạng thái, nguồn gốc đều bất thiện. Giáo pháp của Phật có sự hộ trì. Nếu thông đạt được phiền não tham dục là rỗng không, thì có khả năng đạt được đạo ý bậc nhất, đạt được nhẫn bình đẳng. Vì sao? Vì trí tuệ có khả năng phá trừ ái dục. Thế Tôn dạy, người nào không hề xem thường thì đạt được tướng bình đẳng không có giới hạn. Vì sao? Vì muốn trở thành người có tướng bình đẳng cũng chính là Như Lai có tướng bình đẳng. Sự thấy biết của Như Lai chẳng có ngã và ngã sợ. Như vậy đối với người khác, không nên khởi tâm ác mà tìm tòi điều phải quấy của họ. Phẩm 6. Lễ Tháp. Lại nữa này trưởng giả, Bồ Tát tại gia vào chùa chiền tinh xá, nên đứng bên ngoài cửa chí tâm kính lễ,
sau đó mới vào các chốn ấy. Nên suy nghĩ, đây là nẻo không, không có cảnh giới, không có tướng, cũng chẳng có nguyện, là chốn từ bi hỷ xả, là nơi ở của người đạt được bình đẳng. Lại tự nghĩ, lúc nào ta mới được ở chốn chùa chiền như vậy? Đây là nơi ở của những ai thoát khỏi trần cấu, vào ngày rằm chúng hội thuyết giới nên hoàn toàn thanh tịnh, nên khéo léo chữa gìn tâm ý của vị sa môn, vì không có Bồ Tát tại gia nào đạt được quả vị tu chánh giác. Tất cả đều phải vào núi xuất gia, ở chỗ yên tĩnh, thanh vắng mới đạt được Phật đạo. Vì sao? Vì đời sống gia đình là ở nơi nhờ uế. Người xuất gia thì được bậc trí và chư Phật nhiều như số các sông Hằng khen ngợi, nên ta nên cúng dường trong một ngày, bố thí tất cả những vật dụng tài sản, phát khởi tâm xuất gia học đạo như vậy mới khiến cho tâm ta hoan hỷ. Vì sao? Vì người không có niềm tin thì không có người báo đáp. Gia cướp, băng đảng, hung dữ, la sát cũng khiến dân chúng cung cấp vật dụng nhiều không thể nói hết. Ta xem giới và trí tuệ là bậc nhất, luôn có tâm từ, cung kính, không tiếc thân mạng. Nhờ thu tập tất cả pháp, ta cũng nên kính giữ giới của Đức Như Lai, khiến hoàn toàn đạt được đạo quả chánh chân vô thượng, thành bậc tu chánh giác. Vì tất cả chúng sinh làm Phật sự, làm cho người chưa đạt được Niết Bàn của Như Lai được thể nhập vào Niết Bàn, nên vào tinh xá để quan sát hạnh của các tỳ kheo. Vị tỳ kheo nào có nhiều trí tuệ, vị nào hiểu rõ các pháp, vị nào trì luật, vị nào an trụ trong chánh pháp, vị nào thọ trì pháp Bồ Tát, vị nào có hạnh ở chốn yên tĩnh, vị nào có hạnh khất thực, vị nào mặc y ngủ nạp, vị nào biết đủ, vị nào ở một mình, vị nào ngồi thiền, vị nào tu pháp đại thừa, vị nào tinh tấn, vị nào trông coi chùa chiền, quan sát tất cả các hạnh của tỳ kheo rồi, nên dùng các vật dụng để cúng dường bình đẳng, không nên có tâm phân biệt, huống nữa là ưa gần gũi những vị ở nơi xóm làng. Nếu gần gũi những vị ở nơi xóm làng thì cũng nên thưa hỏi, nên đến xóm làng ấy. Thế có tỳ kheo nào không có y bác hoặc bị bệnh, nhưng không có thuốc thang, cũng nên dùng tâm bình đẳng để cúng dường, không nên có tâm oán hận. Vì sao? Vì ở thế gian đều có pháp để cầu an ổn, muốn lợi ích thì nên giữ gìn tâm ý của phàm phu, thậm chí đối với bậc A-la-hán. Vì sao? Vì pháp phàm phu có sự oán hận, còn bậc A-la-hán thì không còn oán hận. Nên đến chỗ các bậc tỳ kheo nhiều trí tuệ đã nghe chư vị ấy giảng nói, kính nhận tu tập, nên theo vị hiểu rõ kinh điển, để nghe vị ấy giảng nói rồi kính nhận tu tập, nên theo vị trì luật hiểu rõ lỗi lầm rồi kính nhận tu tập, nên theo vị thọ trì pháp Bồ Tát đã kính nhận, thực hành phương tiện thiện xảo và sáu pháp ba la mật, nên theo vị có hạnh ở nơi yên tĩnh để kính nhận, nhất tâm tu tập các hạnh. Tỳ kheo nào thiếu thốn vật gì, nên dùng y phục, bình bát, giường chiếu, thuốc men để cúng dường. Đối với Phật đạo, nên dùng tâm bình đẳng để tu tập. Vì sao? Vì có thể dùng phẩm vật để bố thí, thì khuyến khích người khác khởi tâm đại đạo, nên khéo léo tu tập hành sa môn như vậy. Nếu các bậc sa môn có tranh cãi thì phải hòa giải, nếu vì pháp mà tranh luận thì phải giữ gìn chánh pháp, không tiếc thân mạng. Tỳ kheo nào bị bệnh phải dùng thịt chính mình để bố thí, khiến vị ấy lành bệnh, nhưng tâm không hề ân hận, tất cả của gốc công đức đều dùng tâm Phật làm nguồn gốc. Đức Phật dạy, này trưởng giả, Bồ Tát tại gia nên so sánh như vậy, thực hành các hạnh như vậy, dùng sự đoan nghiêm như vậy, nên tu tập tại gia như vậy. Bấy giờ trưởng giả Úc Ca cùng các trưởng giả quyến thuộc đều khen ngợi, bạch đấng tiên trung thiên, thật là hiếm có, Như Lai đã khéo giảng nói về những điều làm chướng ngại và sự nhơ uế của người tại gia, cùng khen ngợi công đức của hàng xuất gia. Bạch Thế Tôn, chính chúng con cũng thấy người tại gia có nhiều sự nhơ uế, còn công đức mà hàng xuất gia đã thực hành thì khó đo lường được. Chúng con xin nguyện theo Thế Tôn nghe pháp, muốn được cạo bỏ râu tóc, được làm vị tỳ kheo, kính nhận đại giới. Đức Phật bảo chư vị ấy, xuất gia rất là khó, luôn phải chuyên cần giữ gìn giới pháp, khiến không có mảy may thiếu khuyết. Các trưởng giả bạch Phật, bạch Thế Tôn, xuất gia có những điều khó gì? Kính xin Như Lai rủ lòng từ bi chấp thuận cho chúng con được cạo bỏ râu tóc, nhận lãnh giới cấm. Chúng con có thể kính nhận, làm theo lời dạy của Ngài. Đức Phật liền chấp thuận cạo bỏ râu tóc cho họ. Khi ấy Đức Phật bảo Bồ Tát Di Lặc và Bồ Tát Chư Hạnh thanh tịnh,
Này, Như Lai đem các trưởng giả này giao phó cho các ông, hãy cạo bỏ râu tóc để họ trở thành những bậc thượng sĩ. Ngay lúc ấy, Bồ Tát Di Lặc cạo bỏ râu tóc cho 1.200 vị trưởng giả. Bồ Tát Chư Hạnh Thanh Tịnh cạo bỏ râu tóc cho 1.200 vị trưởng giả. Lúc Đức Phật giảng nói về phẩm giới đức thanh tịnh của Bồ Tát tại gia này, 1.200 người đều phát tâm trọn vẹn đối với đạo chánh chân vô thượng, 2.500 vị Bồ Tát đạt được pháp nhẫn âm hưởng, 4.000 chư thiên và loài người đạt được pháp nhẫn nhu thuận. Phẩm 7 tri túc. Bây giờ trưởng giả Úc Ca bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai vô sở trước đẳng chánh giác đã giảng nói về thiện ác của người tại gia. Đối với đại thừa thì nên thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Cuối sơn Thế Tôn giảng nói lại về các hạnh của Bồ Tát xuất gia, cùng với công đức của trì giới, tinh tấn, trí tuệ và tri túc. Bạch Đấng Thiên Trung Thiên, Bồ Tát xuất gia nên làm thế nào để được cạo bỏ râu tóc, thực hành pháp luật? Thế nào là xuất gia? Là nhất tâm, là tu tập chuyên nhất, cũng chẳng cầu được ngưỡng mộ, lễ bái. Đức Phật dạy: lành thay này trưởng giả, chỉ có ông mới có thể thưa hỏi Như Lai về các hạnh hoàn hảo của sự cạo bỏ râu tóc đối với Bồ Tát xuất gia. Trưởng giả hãy lắng nghe và suy nghĩ, và khéo suy nghĩ. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Đức Phật dạy: Bồ Tát xuất gia nên suy nghĩ, vì sao ta lại cạo bỏ râu tóc để xuất gia, là nên suy nghĩ. Vì ta muốn đầy đủ pháp Phật nên xuống tóc xuất gia, phải luôn tinh tấn đối với trí tuệ, không có đối tượng chấp giữ. Như lửa cháy ở trên đầu phải luôn cứu ngay, đã được xuất gia phải nên thể nhập vào các hạnh, an trụ để bậc hiện thánh, đó là biết vừa đủ. Biết vừa đủ thì được khen ngợi. Nếu người xuất gia đối với việc khất thực hay các thứ vật dụng như giường chiếu, thuốc thang, trị bệnh và y phục vân vân mà biết vừa đủ thì luôn luôn được khen ngợi. Này trưởng giả, đó gọi là hạnh của bậc hiền thánh. Nên tu tập như vậy để đạt đến các pháp của Phật, đó gọi là hạnh của bậc hiền thánh. Đức Phật dạy: Này trưởng giả, có 10 hạnh để Bồ Tát xuất gia biết vừa đủ đối với y phục. Những gì là 10? Một là thân mặc y phục thường biết hổ thẹn. Hai là thân đắp ca sa để ngăn ngừa ái dục. Ba, không hề chấp giữ. Ba là y phục của sa môn khiến không còn kiến chấp, không còn đối tượng để nhớ nghĩ. Bốn là đầy đủ phước đức của ca sa để giúp đỡ chư thiên và loài người. Năm là sở dĩ mặc ca sa là để tâm không còn ưa thích ái dục, không chối nhóm tham dục. Sáu là dùng ý thiện xảo để diệt trừ các phiền não tham lam. Bảy là biết vừa đủ vì nguồn gốc pháp thiện nên thích y này. Tám là trừ sạch các điều ác, làm nhân duyên cho điều thiện. Chính là không lay chuyển đối với đạo hiền thánh, luôn nhất tâm tinh tấn. Mười là nguyện cho mình luôn nhất tâm mặc ca sa được hoàn hảo. Này trưởng giả, đó là 10 hạnh để Bồ Tát xuất gia mặc ca sa thực hành hạnh biết vừa đủ. Người xuất gia lại có 10 hạnh nên suốt đời đi khất thực. Những gì là 10? Một là chính mình có phước đức trí tuệ không nhờ vào người khác. Hai là nếu có người cùng đi khất thực với ta thì trước nên kiến lập ba thừa, sau đó mới nhận phẩm bậc khất thực. Ba là nếu người ấy không cùng đi khất thực với ta thì ta nên khởi tâm bi rộng lớn đối với họ. Bốn là nếu có người bố thí cho ta thì nên mau nhận phẩm vật để mau để thành tựu cho họ. Năm là không quên mất giáo pháp của Như Lai. Sáu là dù phát tâm trong khoảnh khắc cũng khiến được nhất tâm biết vừa đủ. Bảy là tu tập các hạnh khiến không còn kiêu mạn. Tám là từ công đức này sẽ đạt được tướng vô kiến đảnh. Chính là người nào được gặp tôi thì nên học hỏi theo những điều tôi đã học. Mười là tất cả già trẻ, nam nữ đã bố thí cho tôi sẽ dùng tâm bình đẳng khi tất cả để lập chí đạt được nhất thiết trí. Này trưởng giả, đó là 10 hạnh. Bồ Tát xuất gia không nên bỏ hạnh khất thực. Nếu có tri thức thiện thì làm cho họ hoan hỷ, không hối hận điều gì. Dù ở đâu cũng chẳng ưa thích, huống nữa là chấp ngã sở, cũng không vua nịnh. Đối với nơi có thực phẩm thì chỉ dùng để nuôi thân, nên khiến cho người khác được đầy đủ ước nguyện. Đức Phật dạy: Này trưởng giả, Như Lai cho phép đi khất thực. Nếu Bồ Tát ngồi nơi nệm cỏ bên gốc cây, hoặc ở bãi Tha Ma để hộ trì giới, thì nên nhớ nghĩ về 10 pháp. Những gì là 10?
Một là đã đoạn trừ ngã và các ngã sở. Hai là không có ngã và không có đối tượng thọ nhận. Ba là luôn ở nơi thanh vắng. Bốn là xa lìa ái dục và các sự chấp giữ. Năm là ít mong cầu, không có đối tượng để chấp giữ. Nhớ nghĩ đến các cội gốc công đức. Sáu là không tham tiếc thân mạng, chỉ ưa thích chốn rỗng lặng. Bảy là xa lìa những nơi nhóm họp. Tám là những tội đã tạo đều được tiêu diệt. Chín là luôn nhất tâm nơi tam muội, không nhớ uế. Mười là luôn nhớ nghĩ nghĩa không, lúc nào cũng giữ gìn tâm ý. Này trưởng giả, đó là mười pháp của Bồ Tát xuất gia, ngồi nơi niệm cỏ bên gốc cây. Giả sử đến gặp đến pháp hội để gặp hòa thượng, hay đi thăm bệnh, hoặc tự mình đến tinh xá, thì nên thân đâu tâm đó. Nếu tu tập, học hỏi, đọc tụng kinh điển, thì nên phụng, thì nên dùng trí tuệ để hiểu rõ. Ở chỗ phòng ốc nơi tinh xá, hoặc nơi yên tĩnh để tư duy. Vì sao? Vì ở nơi yên tĩnh thì nên tinh tấn cầu pháp. Tất cả vật sở hữu chẳng phải là ngã tưởng. Tất cả các pháp là tha nhân tưởng. Đức Phật dạy có 10 pháp để Bồ Tát xuất gia tu tập hạnh về thuốc thang. Những gì là 10? Một là ta sẽ đạt được trí tuệ của Đức Như Lai. Hai là không kết nghĩa thân thiết với người khác. Ba là không chứa nhóm các tưởng nhơ uế bất tịnh. Bốn là ta nên an trụ thanh tịnh. Năm là không còn nhớ nghĩ đến các mùi vị dục lạc, trừ bỏ hết thảy tham đắm. Sáu là ta nên có sự đặc biệt đối với phàm phu. Bảy là các mùi vị thiện tự nhiên hiện hiện trước mắt ta. Tám là dùng thuốc thang để chữa lành các bệnh phiền não, chính là đoạn trừ các kiến chấp. Mười là mau chóng dứt sạch các bệnh tật, khiến được an ổn. Này trưởng giả, đó là 10 hạnh Bồ Tát xuất gia nên tu tập về hạnh thuốc thang trọn đời như vậy. Phẩm 8. Ở nơi vắng vẻ. Là nữa này trưởng giả, Bồ Tát xuất gia nên có hạnh ở chỗ thanh vắng, nên suy nghĩ. Vì sao ta lại đến ở chỗ thanh vắng? Là nên suy nghĩ, không phải chỉ ở nơi thanh vắng mới là sa môn. Vì sao? Vì người kia tuy ở nơi rất thanh vắng, nhưng không thể định tĩnh, không thành tựu, không biết giáo pháp, nên không hiểu nghĩa lý. Chẳng khác nào hươu nai, chim chóc, hổ vượn, khỉ, người rừng, rắn hay người săn bắn. Người này chẳng gọi là sa môn. Ta đến nơi thanh vắng này phải đầy đủ ước nguyện, đó là ý nghĩa sa môn. Này trưởng giả, thế nào là ý nghĩa sa môn của Bồ Tát xuất gia? Nghĩa là ý không loạn động, đạt được các pháp tổng trì, đầy đủ sự hiểu biết, trí tuệ và sự học hỏi, do đó đều được thông suốt, cho nhóm tâm từ rộng lớn, không bỏ tâm bi, đạt được năm thần thông, sáu pháp ba la mật, tâm luôn tự tại, không xa lìa nhất thiết trí. Những điều nói ra đều phù hợp với trí thiện xảo, dùng pháp bố thí khắp tất cả, dẫn dắt dân chúng. Không trái với hạnh bốn ân, nhớ nghĩ đến sáu niệm, nghe rồi liền tu tập tinh tấn nhất tâm, giữ gìn thông đạt chánh pháp nhất tâm đạt được đạo tuệ, không xa lìa nơi tịch tỉnh, hộ trì chánh pháp, biết nhân duyên tội phước, dùng sự thấy biết chân chánh để đoạn trừ tất cả niệm và vô niệm. Dùng niệm chân chánh mà nguyện thuyết pháp, thường nói đúng như thật, chấm dứt mọi tội lỗi, đầy đủ công hạnh phước đức. Dùng sự đối trì chân chánh để đoạn trừ các đối tượng chấp giữ, dùng nghiệp chân chánh để đạt đến Phật đạo, thực hành phương tiện chân chánh nên đối với các pháp không có ý niệm vướng mắc, dùng ý chân chánh nên đạt được nhất thiết trí, thực hành định chân chánh nên đối với không chẳng hề sợ hãi, thực hành theo vô tướng nên đối với ngã không có nguyện, không khởi lên sự tạo tác, luôn chí thành ủng hộ nghĩa lý kinh điển, không xa lìa ý nghĩa các pháp cũng không thấy có người. Này trưởng giả, đó là ý nghĩa sa môn của Bồ Tát xuất gia. Vị Bồ Tát ấy, xuất gia ấy, không chứa nhóm các việc khác và nên suy nghĩ. Ta nên vì tất cả chúng sinh mà chứa nhóm cội gốc công đức, không vì một người mà chứa nhóm cội gốc công đức. Đức Phật dạy, này trưởng giả, Bồ Tát xuất gia nên thực hành bốn việc. Những gì là bốn? Một là luôn đến pháp hội. Hai là thường giảng nói cho người khác. Ba là luôn cúng dường phụng sợ Như Lai. Bốn là không bao giờ gián đoạn tâm Phật thừa. Đó là bốn điều nên thực hành để trừ sạch thói quen khác. Nếu ở nơi thanh vắng thì nên suy nghĩ. Vì sao ta lại đến ở nơi thanh vắng này? Lại suy nghĩ. Vì ta sợ hãi nên đến ở nơi này. Sợ hãi những gì? Sợ nhóm họp.
sợ chúa nhóm tham sân si, sợ tự cao, kiêu mạn, có ý hại người, sợ tham lam, sợ các ý niệm về sắc thanh, hương vị, xúc, sợ ma thân, ma dục, ma tội, ma thiên, sợ vô thường mà tưởng là thường, sợ khổ mà cho là vui, sợ không thật tưởng là thật, sợ vô ngã tưởng có ngã, sợ có ngã, ngã sợ, sợ nghi ngờ, tư duy sai lệch, do dự, dâm dục, sợ tri thức ác, sợ mê mờ đối với ái dục, sợ tâm, ý thức không lương thiện, sợ cái ác, sợ các cái che lấp, những ước nguyện, sợ chấp thân mình, sợ tài lợi, sợ sắc, sợ tìm cầu các kiến chấp, sợ nhớ nghĩ đến vô niệm và các niệm khác, sợ không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, lời nói không có ý thức, sợ làm ô nhiễm sa môn, sợ vô số hạnh, sợ cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, sợ địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, sợ sinh vào nơi tám nạn, sợ sinh vào năm đường, sợ luôn nghĩ đến các pháp bất thiện nên ta mới đến đây, không thể ở nhà thế tục. Đối với những nơi ồn ào náo, phải nhất tâm nhớ nghĩ đến pháp không, nhờ vậy thoát khỏi sự sợ hãi và sự sợ hãi về những điều trong quá khứ. Do đó Bồ Tát đều thoát khỏi sợ hãi, do diệu lực ở nơi thanh vắng nên thoát khỏi sợ hãi đạt được Phật Đạo. Các Bồ Tát khắp mười phương trong hiện tại và ở vị lai đều nhờ diệu lực ở nơi thanh vắng nên thoát khỏi sợ hãi đạt được Phật Đạo. Ta vì sợ hãi nên ở nơi thanh vắng để vượt qua tất cả sợ hãi. Tất cả các sự sợ hãi đều tồn tại trong ta, ở nơi ta, vướng mắc vào ta, làm ô nhiễm thân ta, tham đắm ta, khởi lên nơi ta, ta có ý tưởng về ngã, có kiến chấp về ngã, gọi là có thân để nghĩ là có ngã, vì hộ trì thân ta nên mới đến ở nơi thanh vắng, vì muốn đoạn trừ sự tồn tại của ngã, muốn hiểu rõ về nhân duyên, về ngã và ngã sở, nên ta ở nơi thanh vắng, đạt được ý nghĩa bình đẳng, không còn sợ hãi. Người ở nơi thanh vắng không có tưởng về ngã, không có tưởng về tha nhân, không có tưởng về thủ đắc, không chấp vào thân mình, không có tưởng mong cầu an trụ, không có tưởng niết bàn, huống nữa là có tưởng về phiền não thâm dục. Sở dĩ gọi là ở nơi thanh vắng, vì đối với tất cả các pháp không có đối tượng trụ chấp, tất cả tư tưởng trong ba cõi đều an trú nơi tâm bi, không chứa nhóm các tưởng. Đối với sắc thanh hương vị xúc cũng không có đối tượng để nương tựa, tất cả tam muội không có nơi chốn để tranh luận, ý luôn định tĩnh ở nơi thanh vắng, bỏ hết các gánh nặng, ở đâu cũng không lo sợ vượt trên các cõi, vì đã vượt qua các dòng nước kiết sử, nên đối với các cõi không còn nơi cư ngụ, đối với hạnh hiền thánh không có ý niệm trụ chấp, luôn ở nơi nhất tâm, biết vừa đủ, ngồi trên đệm cỏ, thể nhập trí tuệ sâu xa, tinh tấn nhất tâm, an trụ trong giới, đoạn trừ các kiết sự trói buộc, lao ngục ở chốn giải thoát, trụ vào không vô tướng, vô nguyện, đạt được ba môn giải thoát, nhu hòa, không có nơi hướng đến. Ý luôn quan sát 12 nhân duyên, việc làm đã xong, thể nhập vào định vắng lặng. Này trưởng giả, ở nơi rừng sâu núi thẳm, có cây cối hoang dã, nhưng trâu voi ngựa không hề sợ hãi. Như vậy, này trưởng giả, Bồ Tát xuất gia ở nơi thanh vắng để quan sát chính mình, như loài cỏ cây không hề có mảy may ý tưởng. Thấy thân như vậy nên siêng năng tu hành, không nên khởi ngã tưởng, liền không còn sợ hãi, quán thân mình là không, không có ngã, không có nhân, không tuổi thọ, không mạng sống. Từ tâm mà có sự sợ hãi mọi người, do ái dục nên có sợ hãi. Ta nhờ xa lìa ý niệm nên tưởng về điều thiện. Ví như chốn rừng sâu núi thẳm, đầy cỏ cây hoang dã, nhưng trâu vân vân không hề sợ hãi. Vì thấy rõ tất cả các pháp, người nào ở nơi thanh vắng đều nên như vậy. Vì sao? Vì người ở chốn thanh vắng, đoạn trừ được các tưởng, xa lìa dâm dục và các việc ô nhiễm. Người ở nơi thanh vắng khiến người khác thấy không có ngã và không có đối tượng chấp giữ. Bồ Tát xuất gia nên học theo hạnh ở nơi thanh vắng như vậy. Người ở nơi thanh vắng nên nhu hòa, hộ trì giới pháp. Người ở nơi thanh vắng thì hòa thuận, định tĩnh. Người ở nơi thanh vắng luôn nhớ nghĩ về trí tuệ. Người ở nơi thanh vắng luôn nhớ nghĩ đến giải thoát. Người ở nơi thanh vắng an trụ nơi giải thoát tri kiến. Người ở nơi thanh vắng thích hộ trì Phật Pháp. Người ở nơi thanh vắng đoạn trừ 12 kiết sử.
người ở nơi thanh vắng nhớ nghĩ đến nguyện chân chánh. Người ở nơi thanh vắng đối với các pháp luôn bình đẳng. Người ở nơi thanh vắng không tạo ra giới hạn. Người ở nơi thanh vắng đã thoát khỏi các nhập. Người ở nơi thanh vắng tâm không sợ hãi Phật đạo. Người ở nơi thanh vắng đối với không chẳng thấy, có đối tượng để quan sát, chấp giữ. Người ở nơi thanh vắng đối với pháp không hủy hoại. Người ở nơi thanh vắng vốn có pháp thiện, oai đức và tiếng tốt. Người ở nơi thanh vắng được Phật khen ngợi, các bậc hiền thánh cũng ở chốn thanh vắng ấy. Người ở nơi thanh vắng thoát khỏi ái dục, vì có sự đặc biệt nên thể nhập vào nhất thiết trí. Lại nữa, này trưởng giả, Bồ Tát ở nơi thanh vắng do rất ít sự việc nên tu tập đầy đủ sáu pháp ba la mật. Vì sao? Vì ở chốn thanh vắng tu tập không tiếc thân mạng, đó là bố thí ba la mật. Biết vừa đủ, tịch tịnh an trụ sinh khởi đối với tam chuyên, đó là trì giới ba la mật, không làm tổn hại, tâm từ ban rãi khắp tất cả. Nhẫn nhục đối với nhất thiết trí, không bị rơi vào cõi khác, đó là nhẫn nhục ba la mật. Trong suy nghĩ, lời nói, không bao giờ bỏ sự rỗng ràng, đạt được nhẫn rồi mới xả bỏ, đó là tinh tấn ba la mật. Đạt được thiền, không chấp ngã, sinh khởi các quả gốc công đức, đó là thiền định ba la mật. Thân thực hành theo sự tư duy của tâm, đối với đạo cũng vắng lặng, không khởi niệm, đó là trí tuệ ba la mật. Này trưởng giả, Bồ Tát ở nơi thanh vắng có bốn pháp, những gì là bốn? Một là Bồ Tát này có nhiều trí tuệ, hai là khéo léo phân biệt, quyết định các pháp và luật, ba là thông đạt các nguồn gốc công đức, bốn là có trí tuệ rộng lớn, nhất tâm tinh tấn, an trụ nơi tịch tỉnh. Lại nữa, này trưởng giả, nếu Bồ Tát ở nơi phiền não nhiều tham dục, nhưng vị ấy chẳng chứa nhóm phiền não, đây mới chính là ở chỗ thanh vắng, không vướng mắc phiền não, không chấp giữ tham dục, như pháp đã nghe mà thực hành theo. Lại nữa, này trưởng giả, Bồ Tát đạt được năm loại thần thông, giảng pháp cho chư thiên, rồng, quỷ thần, cả thất bà. Người ở nơi thanh vắng cũng nên làm như vậy. Lại nữa, này trưởng giả, Bồ Tát nên học tập về trí tuệ, pháp Phật sau đó mới ở nơi thanh vắng. Nhờ học tập như vậy nên đạt được đầy đủ tất cả các cội gốc căn lành, sau đó mới giữ gìn cội gốc công đức này, giao các cõi nước, huyện ấp, dùng ý nghĩa như vậy để giáo hóa dân chúng. Nếu Bồ Tát muốn đọc tụng kinh điển, thì nên đích thân cung kính, phụng sự bậc thầy hoặc hòa thượng, bất kể trưởng lão hay trung niên, đều phải cúi đầu kính lễ, không nên biến nhát. Đối với mọi việc đều nên tinh tấn, không nên không cung kính phụng sự. Nên suy nghĩ, Đức Như Lai vô sở trước đẳng chánh giác, được chư thiên, rồng, quỷ, thần, càn tất bà cúng dường. Đức Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già phụng sự, được các trời đế thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, người và phi nhân cung kính, là bậc tôn quý bậc nhất ở đời, khiến cho tất cả đều an lạc. Đức Phật không đích thân mong cầu sự cúng dường, mà loài người tự đến cúng dường. Huống gì là chúng ta chưa hiểu biết gì, chỉ mới muốn theo học hỏi mà thôi. Ngược lại, cầu mong được người khác cúng dường, ta nên phụng sự tất cả loài người. Vì sao? Vì tỳ kheo tham cầu sự cúng dường sẽ giảm bớt phước đức, nói pháp của mình. Vì sao? Vì người ấy sẽ vì pháp mà bố thí, nhưng tâm ta lại nghĩ, nếu cúng dường thì nên đến phụng sự cho ta, không phải do pháp. Dù người đó có lòng tin nên đến cúng dường bố thí, thì phước của họ cũng không lớn. Nên đến chỗ vị thầy hoặc hòa thượng, thân và tâm nên hợp nhất, thân tâm nên thông đạt chỗ an trụ. Nếu họ nhớ nghĩ đến vị thầy hoặc hòa thượng của ta, thì nên đến chỗ chư vị, tâm không hề hối tiếc. Nếu tụng niệm, học tập kinh kệ, trí tuệ thì nên vì hòa thượng không tiếc thân mạng, nên ưa thích giáo pháp, theo hòa thượng để tu tập, đạt được lợi ích của pháp, nên xả bỏ tất cả sắc đẹp tài sản. Đối với hòa thượng nên hoan hỷ lắng nghe, dù chỉ một bài kệ bốn câu, hoặc đọc tụng, hoặc thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, hoặc vì pháp trí tuệ, hoặc pháp từ bi hỷ xả, nhất tâm học tập Phật đạo, nghe bài kệ bốn câu, hoặc đọc tụng vân vân, nên cúng dường hòa thượng, nên lãnh hội ý nghĩa từng câu, từng chữ, mới kính nhận đọc tụng. Nên dùng tâm ngay thẳng, không vô nịnh, dùng tất cả phẩm vật để cúng dường còn chưa thể báo đáp ân sư trưởng. Huống nữa là dùng để cúng dường pháp. Này trưởng giả, nếu được nghe sự giảng nói rộng rãi, hoặc âm thanh về thiện, âm thanh pháp Phật, âm thanh tịch diệt, âm thanh đúng như pháp, hoặc nghe âm thanh giảng nói về Như Lai, đều nên cúng dường phụng sự vị thầy trong một kiếp,
con chỉ thể báo đáp đầy đủ ân đức của Thầy. Đức Phật dạy, này trưởng giả, do đó phước đức thuyết pháp không có giới hạn, trí tuệ của vị ấy không thể lường xét, trụ nơi tâm pháp cũng vô số, Bồ Tát nào muốn cúng dường vô lượng pháp thì nên cúng dường Bồ Tát xuất gia. Thế nào là sự tu học của hàng xuất gia, nghĩa là theo như pháp đã nghe mà thực hành, nên quan sát tinh tường, thanh tịnh giới hạnh. Đức Phật dạy, này trưởng giả, Bồ Tát xuất gia có bốn pháp để làm thanh tịnh giới luật. Những gì là bốn? Một là tu tập theo lời dạy của hiền thánh, hai là đi khất thực, lấy đức làm niềm vui, biết vừa đủ, ba là Bồ Tát xuất gia không ưa thích ở nhà thế tục, bốn là luôn tu tập giới hạnh, không vua nịnh ở nơi thanh vắng, là có bốn pháp. Những gì là bốn? Một là thân luôn thành thật trong mọi hoạt động, thân cũng chẳng thủ đắc. Hai là miệng luôn nói thành thật, miệng cũng chẳng thủ đắc. Ba là ý luôn nhớ nghĩ đến sự nhu hòa, ý cũng chẳng thủ đắc. Bốn là xa lìa các kiến chấp, an trụ nơi nhất thiết trí. Là có bốn pháp. Những gì là bốn? Một là không còn ngã. Hai là xa lìa ngã sở. Ba là luôn tự tại. Bốn là xả bỏ pháp nhân chuyên. Là có bốn pháp. Những gì là bốn? Một là thân ta cùng với pháp là một. Hai là các chủng loại đều bình đẳng với pháp. Ba là các nhập bình đẳng với không. Bốn là đạt được trí tuệ, tu tập không, tu tập nhưng không có đối tượng trụ chấp. Là có bốn pháp. Những gì là bốn? Một là tự thực hành theo sự hiểu biết. Hai là không bị người khác lay động. Ba là không vướng mắc các tội lỗi của loài người, diệt trừ hết các ý niệm. Bốn là kính nhận tất cả các pháp, nhất tâm quan sát tinh tường. Là có bốn pháp. Những gì là bốn? Một là giảng nói về pháp không. Hai là không có tưởng, không hề lo sợ. Ba là khởi tâm bi khắp tất cả. Bốn là đạt được nhẫn vô ngã. Nếu ai được nghe tam muội thanh tịnh thì nên tư duy. Thế nào là tam muội thanh tịnh? Nghĩa là tu tập tất cả các pháp, tâm buông bỏ tham dục và ngã sở, tâm vị ấy chuyên nhất không lay chuyển, tâm không khinh suất, không bị tán loạn trói buộc tâm ý, tâm không vướng mắc, tâm không thể thấy, tâm hiện ở bên trong, cảnh giới của ý không thể chua nhóm. Vậy ý suy nghĩ đến ngã và pháp thế nào? Là bình đẳng đối với pháp giới, không sinh khởi cũng chẳng vận hành, trong ngoài đều không thủ đắc, luôn định tĩnh, đó gọi là tam muội, là an trụ vào pháp tam muội. Người nào được nghe và quan sát kỹ về trí tuệ thanh tịnh thì nên tư duy. Thế nào là trí tuệ? Nghĩa là thông đạt các pháp, thông đạt các pháp cú, phân biệt về trí tuệ là tuệ, thể nhập và hiểu rõ là trí tuệ, biết suy nghĩ trong tâm người khác, thấu suốt các pháp là tuệ. Đối với pháp thiền định, đối với trí, vô trí, đối với tướng hoặc không thân tướng đều là không. Tướng không thể nắm giữ cũng không thể buông xả. Tướng không có xứ sở, cho đến nhớ nghĩ vô số tướng đều là không. Đức Phật dạy, này trưởng giả, nên như vậy mà quan sát các pháp, đó là hạnh của Bồ Tát xuất gia. Khi Đức Phật dạy nói cái này, 8.000 người đều phát tâm nơi đại đạo, các trưởng giả cạo tóc xuất gia đều đạt được pháp nhẫn vô sinh, 32.000 chư thiên và loài người đều xa lìa phiền não, đối với pháp này đạt được pháp nhãn thanh tịnh, 200 tỳ kheo được giải thoát, không còn các lậu. Trưởng giả Úc Ca vô cùng hoan hỷ, dùng y hảo hạng trị giá gấp 100.000 lần để cúng dường Đức Như Lai rồi thưa: Bạch Thế Tôn, con xin đem công đức căn lành này cúng dường đến tất cả các Bồ Tát, khiến công đức này trở về nơi các Bồ Tát tại gia, làm cho chư vị ấy đầy đủ pháp này giống như Đức Như Lai, làm cho hàng Bồ Tát xuất gia thành tựu giới đức, trí tuệ đầy đủ pháp này, nguyện xin hàng Bồ Tát xuất gia đạt được giới đức, trí tuệ giống như Đức Như Lai. Bạch Thế Tôn, làm thế nào để Bồ Tát tại gia ở nơi trụ xứ của mình nhưng vẫn học tập đầy đủ giới pháp của hàng xuất gia? Đức Phật dạy, này trưởng giả, Bồ Tát tại gia nên bố thí tất cả mà không tham tiếc, tâm phải hướng đến đại thừa, không mong cầu được báo đáp. Lại nữa, này trưởng giả, Bồ Tát tại gia nên tu hành phạm hạnh, tâm không nghĩ đến sự dâm dục, huống nữa là tự mình tạo. Lại nữa, này trưởng giả, Bồ Tát tại gia nên hiểu rõ pháp không, hội nhập vào bốn thiền, dùng phương tiện thiện xả để tu tập, không nương tựa người khác khiến đạt đến tịch diệt. Lại nữa, này trưởng giả, Bồ Tát tại gia nên siêng năng để đạt được trí tuệ ba la mật, khởi tâm từ rộng lớn khắp tất cả.
kính nhận tất cả các pháp, nên ủng hộ và dùng pháp để giáo hóa mọi người. Đó là bốn pháp để Bồ Tát Tại Gia kiến lập giới pháp của hàng xuất gia. Bây giờ trưởng giả Úc Kha bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con tuy ở tại gia một mình nhưng sẽ an trụ vào giới pháp Như Lai dạy bảo. Con sẽ vì Đức Như Lai mà nêu giảng rộng rãi Phật đạo, cũng sẽ học pháp xuất gia này và cung kính thực hành theo giới cấm này. Khi ấy Đức Phật liền mỉm cười, theo pháp của chư Phật Thế Tôn, lúc Phật mỉm cười thì có vô số màu sắc, đủ loại màu sắc không thể nghĩ bàn phát ra từ kim khẩu, chiếu đến vô lượng cõi Phật, rồi đến cõi trời Phạm Thiên, rồi trở lại như quanh thân Phật. Đến đỉnh đầu thì bỗng nhiên biến mất. Tôn giả A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Phật mỉm cười là chân thật, con xin được nghe ý của Phật. Đức Phật bảo: Này Tôn giả A Nan, ông có thấy trưởng giả Úc Ca dùng pháp để cúng dường Như Lai và gầm lên tiếng gầm sư tử không? Tôn giả A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Đức Phật bảo trưởng giả, bảo Tôn giả A Nan: Trưởng giả Úc Ca này tuy ở tại gia nhưng sẽ cúng dường và nhận lãnh giáo pháp của Như Lai trong hiền kiếp. Tuy ở tại gia nhưng đầy đủ giới pháp của hàng xuất gia. Ngay lúc này sẽ vì chư Như Lai nên giảng nói Phật đạo khắp nơi. Bây giờ Tôn giả A Nan hỏi trưởng giả Úc Ca: Tại sao tại gia là an lạc, tại gia là ô nhiễm, tại gia không lãnh thọ giáo pháp hiền thánh giống như xuất gia? Trưởng giả Úc Ca đáp: Thưa Tôn giả A Nan, Tôn giả đừng nói như vậy. Các bậc hiền thánh không còn nhiễm ô, mà chỉ có tâm bi rộng lớn, giải thoát, không nghĩ đến sự an lạc của chính mình. Các Bồ Tát thì nhẫn chịu các khổ, không bỏ tất cả chúng sinh. Đức Phật dạy: Này Tôn giả A Nan, trưởng giả Úc Ca này, tuy tại gia nhưng thường có tâm bình đẳng, trong hiền kiếp sẽ cứu độ chúng sinh rất nhiều, hơn cả sự giảng dạy của 100.000 Bồ Tát xuất gia. Vì sao? Này Tôn giả A Nan, phước đức và trí tuệ của 100.000 Bồ Tát xuất gia cũng không thể sánh bằng phước đức và trí tuệ của trưởng giả Úc Ca. Tôn giả A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, kinh này tên là gì? Làm thế nào để thọ trì? Đức Phật dạy: Này Tôn giả A Nan, tên thứ nhất của kinh này là Những điều trưởng giả Úc Ca hỏi Phật, ông nên thọ trì. Tên thứ hai là Phẩm tại gia và xuất gia. Tên thứ ba là Giữ nhất tâm an tọa mà danh đức vang xa. Bồ Tát nào nghe kinh này thì đạt được đầy đủ các pháp, còn hơn cả trăm kiếp tu hành thanh tịnh mà biến nhát. Do đó, này Tôn giả A Nan, nếu muốn tu hành tinh tấn và muốn dạy người khác tinh tấn, muốn tự mình an trụ nơi công đức của tất cả các pháp và muốn kiến lập công đức của tất cả các pháp, thì nên nghe thọ trì và đọc tụng kinh điển này. Vì sao? Vì muốn đầy đủ tất cả các pháp thì nên xem kinh pháp này giống như Như Lai. Này Tôn giả A Nan, Bồ Tát nào xa lìa kinh này thì không gặp được, được gặp tất cả chư Phật, cho đến không được thấy tất cả chư Phật. Vì sao? Và những ai giảng nói kinh này tức được gặp tất cả chư Phật. Này Tôn giả A Nan, giả sử 3.000 đại thiên thế giới này chìm ngập trong lửa, Bồ Tát cũng nên vào trong ấy để cầu mong được nghe, thọ trì và đọc tụng pháp này, nên dùng cho báu đầy khắp 3.000 đại thiên thế giới để cúng dường vị pháp sư để kính nhận, thọ trì và đọc tụng kinh này, kinh pháp này. Này Tôn giả A Nan, Bồ Tát nào trọn đời cúng dường cho Phật Thế Tôn trong quá khứ, hiện tại và vị lai, tuy cúng dường ngần ấy chư Phật, nhưng không kính nhận kinh điển này, không đọc tụng, cũng không tạo các công đức đối với kinh pháp này, thì giống như không cúng dường chư Phật trong ba đời. Này Tôn giả A Nan, người nào được nghe thọ trì và đọc tụng kinh điển này, rồi giảng nói rộng rãi cho người khác là đã tạo các công đức đối với kinh này, cũng đã cúng dường chư Phật trong ba đời. Vì sao? Vì chư Như Lai vô sở trước đẳng chánh giác, lấy pháp làm trên hết, đều từ pháp sinh ra. Khi Đức Phật thuyết giảng như vậy, Tôn giả A Nan, trưởng giả Úc Ca, chư thiên Atula và loài người nghe kinh này rồi tất cả đều hoan hỷ, đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Kinh Úc Ca La Việt Vấn Bồ Tát Hành.